Chúng tôi là sáng từ 2 giờ đến 3 giờ một tiếng, lên tu đến 6 giờ là tổng cộng là 4 tiếng không mệt, là nhờ cái máy nó dìu được một câu, cái lúc một tiếng đồng hồ, lúc 2 giờ đến 3 giờ niệm trong tâm một câu để dưỡng hơi là 4 chữ. Rồi đến 12 giờ trưa bắt đầu mình chuyển sang là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mở ra ngủ trưa luôn. Ha, có nhiều người không quen thì mở máy khó ngủ, nhưng mà cái khó ngủ đó giống như hồi tối chúng tôi đó, là cái lúc nó đang quân bình lại cơ thể, nó đang quân bình lại tâm lý, mà cứ đeo nó đi, cứ đeo nó đi, đeo đến lúc nào đó nó sẽ mùi nó vào trong giấc ngủ. Thường chú Bạch là mở Quan Âm để ông ngủ, ông niệm khoảng mười mấy 20 câu, có khi là 10 câu là ông vô giấc ngủ, mà lúc tối ông nghe, cho nên thành ra sáng lúc nào cũng 2 giờ là ông có mặt. Và ông tu từ 2 giờ đến 6 giờ một lèo luôn. Cho nên trong giấc ngủ có danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để bảo trợ, hỗ trợ cho mình rất tuyệt. Mà phải một câu trống, một câu ra tiếng trong máy thì mình niệm theo mới dễ. Có nhiều người họ mở Nam Mô Di Đà Phật liên tục, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát liên tục, mình chỉ nghe thôi mình niệm không được, nó sẽ chán. Để ý đi, nó sẽ chán. Có nhiều người họ mở trong nhà tối ngày mà họ niệm không được câu nào hết trơn. Nhưng mà nếu mình mở một câu mà mình chịu niệm một câu mà chưa quen, nó hơi lúng túng, chưa quen mình cái ổ sao mà mình bị nó lúng túng khó chịu, nhưng mà khi mà nó cảm được rồi thì tuyệt tuyệt. Lúc đêm khuya mà coi như là một câu trong máy, rồi những người hương linh xung quanh cái nhà mình đó, là cái âm thanh nó gia vị xung quanh ở trong nhà của mình, rồi trong tâm mình đề khởi để dưỡng hơi A Di Đà Phật hai nhịp bốn chữ, thử á, thử á, về thử á, không lừa gạt quý vị đâu. Bởi vì mình đã người niệm Phật rồi, mình phải tìm cái cách gì ra để mình niệm Phật chứ, đâu mà cứ để vọng tưởng nó khống chế hoàn toàn như vậy hả? Công nhận hay. Chúng tôi nhớ cái lúc mẹ chúng tôi đêm nào cũng gặp ma, đêm nào cũng gặp hương linh trong nhà bóp cổ, vậy mà bà niệm trong tâm vậy mà hết, hay thiệt. Nó như là hàng tà ma trừ yêu quái Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Tổ Ông Quang nói cái người niệm Phật mà chưa cảm được với Phật mà phiền não nó dùi dập thì rớt thối chuyển nhiều nhiều lắm. Mà nếu mà niệm thêm Bồ Tát Quan Âm gặp nguy hại, ngài giúp cho mình vượt qua để vững được cái bồ đề tâm, thì không thể bỏ danh hiệu Bồ Tát được đâu. Giống như ăn cơm trắng suông ngán lắm, niệm Phật với đà niệm suông nó ngán lắm, mà thêm cái ăn cơm trắng mà thêm thức ăn vô thì nó ngon, nó ý vị, đúng không? Niệm Phật tu tịnh độ mà thêm thêm Quan Âm nữa là nó ý vị. Mà lúc lâm chung Bồ Tát Quan Âm cũng cùng với Phật với đà đến rước mình vãng sanh, chứ đâu có gì đó mà trở ngại gì đâu. Hả? À. Ủa, 11 giờ rồi. Nhanh vậy. Hôm nay trăn trở gửi bao nhiêu cái máy mấy thầy vứt sạch. Có thầy Minh nói tự niệm mà thực sự thì cũng không không vô nổi công phu. Không vô nổi. Thử đi, thử là một câu Nam Mô Di Đà Phật rồi A Di Đà Phật trong tâm. Lúc làm việc đọc bằng đầu óc nghe vẫn hay hơn là im lặng làm việc không nghe. Thử đi, thử đi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm, hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hồi tối nó khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nhờ danh hiệu Bồ Tát một tiếng đồng hồ sau nó cân bằng lại và ngủ được một giấc ngủ. Hôm nay chúng tôi nói điều này là đêm qua hơi hơi trăn trở, hơi khó chịu trong người. Mà thường cái tâm lý nó sẽ làm cho thân vật lý mình bất an khó chịu. Đổi lại cái tâm lý đằng danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm là khác liền. Mà phải mất một tiếng. Mà một tiếng là phải toàn tâm để trong đó và tin tưởng Bồ Tát lắm. Chứ không phải niệm lắc lác, niệm tà tà, hoặc niệm cho có niệm, hoặc không có niềm tin thì vứt. Không làm gì được. Mà nó khi mà nó khó chịu rồi thì thôi rồi đó nha. Đến sáng thì thôi, cái mặt như con mèo ướt. Nhìn thôi, đụng ai cũng sùng, đụng ai cũng bực bội, đụng ai cũng tức tối. Bởi vì cái niềm sân hận đó đâu phải một mình khổ đau đâu, nó làm cho bao nhiêu con người khổ đau nữa chứ, đúng không? Cũng như con cái mình trong gia đình mình trộm cắp hoặc lương lẹo dối trá, đâu phải một mình nó khổ đâu, cả gia đình khổ chứ, đúng không? Nó kinh khủng lắm. Mà mình an lạc rồi, sáng mai cái rồi gặp người vợ hoặc gặp mọi người cái là một nụ cười như hoa 10 giờ mới nở, nhìn nó hoan hỷ, đúng không? Tất cả đều do tâm tạo hết, cảnh tùy tâm chuyển, đúng không? Thử đi, thử đi, thử đi, tối nay về thử thôi. Có cô Phật tử mà nói
Chúng tôi nói điều này, cô nói con ngủ được mà, con đâu có bị gì đâu mà con niệm. Kiểu, ừ tập đi ngang, vài bữa coi chừng cũng dính chữ ngủ không được đó. Chứ không phải là nó như vậy hoài đâu. Cái thân mình vốn dĩ nó là vô thường, nó không được bình thường đâu. Lúc này lúc nọ đó, lúc ngủ được, lúc ngủ không được, lúc bệnh, lúc khỏe. Đúng không? Rồi có lúc vui, lúc buồn, đúng không? Rồi có lúc sống, lúc chết, đúng không? Phải có một cái pháp để an tâm chứ. Hôm nay cảm được điều này không? Cảm được điều nào? Thôi, giờ ai nói tài giỏi đeo cái máy cho nó chắc ăn đi cho rồi. Cứ một câu Nam Mô Di Đà Phật khi nói chuyện, hồi nãy đứng nói chuyện với thầy Phổ niệm cũng được vài câu. Mà khi mà mình làm việc đầu óc hoặc nói chuyện, cái máy nó niệm mà mình nghe vẫn hay. Vì sao? Trong văn sao Tổ sư Ấn Quang có nói câu chuyện này. Cái ông này, lắng nghe nha, đừng buồn ngủ nha, lắng nghe câu chuyện này. Ông này ổng không biết niệm Phật, ổng cũng không thích niệm Phật nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần cái chùa có Phật thất là ổng đến nấu đồ chay. Anh chỉ thích cái đồ chay đó, theo con người mà khi thích cái gì họ phải chấp vô cái gì là họ dính vô trong đó. Thích nấu đồ chay là nấu đồ chay chứ không thích niệm Phật. Thích cãi lộn thì suốt ngày chỉ gây sự người ta cãi lộn mà. Thích làm bác sĩ thì người này có nghề bác sĩ, họ chấp vào nghề bác sĩ. Con người mình cái ngã chấp rất là sâu. Nó chấp vào cái gì đó rồi nó cứ dính mắc ở trong đó. Mà chấp vào bà vợ đó mà dở bà vợ có chuyện gì là coi như là nó khổ đau cho đến cùng cực, khóc bù lu bù la. Mà chưa đến 49 ngày có vợ bé rồi. Không? Có cái ông này ông thích niệm Phật nhưng mà ông thích nấu cỗ chay. Ông chấp vào cái nghề nấu cỗ chay, còn ông đồ chay thì Phật thất mấy ngày ông nấu chay mấy ngày. Thì ông người Tàu bên Trung Quốc, Tổ Quan cái kể chuyện này. Hay Tổ Quan kể những bộ chuyện nào là độc đáo mỗi chuyện đó mà chúng tôi nhớ. Thì cuối cùng cái rồi nhiều lần mở Phật thất cho nên ông cũng nhiều lần nấu cỗ chay. Có một ngày đó đứa con nó chuẩn bị chết rồi. Mà sao chuẩn bị nó chết, cái linh tính sao nó mở cái nhãn con mắt nó, sao nó nhìn nó thấy toàn thân ổng là câu Phật hiệu không à. Mà khi nó thấy là nó an lạc, mà nó khi nó thấy câu Phật hiệu nó an lạc là nó muốn sinh. Nó nói cha cho con câu Phật hiệu của cha đi. Ông cha ông nói cha có niệm Phật đâu mà cho. Cái có câu Phật hiệu của cha nhiều lắm, cha không thấy cho con thấy. Con thấy câu Phật hiệu là con an vui rồi. Bây giờ cha cho con câu Phật hiệu đi để con chết tới chỗ an lành. Cái đứa con nói cha cứ cho con đi. Cha nói cho cái là con nhận được là con đến chỗ an lành. Hay cái chỗ này, cái lý luận hay chỗ này. Khi mình niệm Phật có công đức rồi, mình đem mình hồi hướng cho người thân, cho con cái, họ nhận được. Họ nhận được. Mình nói hôm nay tôi đem công đức này tôi hồi hướng cũng như đứa con đó xin cái công đức niệm Phật của ông cha. Lắng nghe câu chuyện này rồi thầy Minh đọc một chút văn sao nữa là nghỉ nè nha. Còn đến Tắc Bạch Trai Tăng nữa nghỉ. Thì đứa con nói cha cứ cho con đi. Cha mà đồng ý cho con là con chết cho an lành. Nó nhìn nó thấy câu Phật phiệu của ổng nó đã an lành rồi mà. Mà ổng đồng ý cho nữa thì thôi tuyệt. Cuối cùng kêu thôi, con muốn lấy bao nhiêu lấy, cha con mà, con lấy bao nhiêu cũng được, có mắc mát gì đâu. Thì nó kêu, ừ, cha cho con lấy. Thì nó nói vậy xong nó chết. Thì Tổ Ấn Quang mới nói rằng là, cái ông này không có niệm Phật. Sau đó rồi bắt đầu là, ông mới đi tới hỏi những người hiểu biết, ủa tôi không có niệm Phật mà sao con tôi nó xin câu Phật hiệu trước khi nó chết ta. Thì những người hiểu biết đó người ta mới nói, ông không niệm Phật nhưng mà ông tới ông nấu cỗ chay ở trong Phật thất, cho nên thành ra Phật thất đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vô hình chung câu Phật hiệu đó lọt vào tai, đi vào tâm của ông, cho nên ông không cố ý niệm mà vẫn có câu Phật hiệu ở trong tâm ông. Hay không? Hay không? Ông vô tình niệm, ông vô tình nghe chứ ông phải cố tình ông nghe. Ông vô tình ông nghe chứ không phải cố tình ông niệm luôn. Nhưng mà do cái câu Phật hiệu nó quá là màu nhiệm, cho nên nó lọt vào tai là nó đã vô tâm thức ông rồi. Cho nên ông mới có, ông cho con ông. Ông kêu, à, câu Phật hiệu màu nhiệm thế. Lúc đó bắt đầu ông mới tin câu Phật hiệu. Như vậy hôm nay mình nghe câu Phật hiệu có giống ông này không? Giống, tâm ông cũng như tâm mình là một thôi, đâu có khác đâu. Nhưng mà bữa nay mình hơn ông này cái là mình chịu niệm. Mình tin tưởng mình niệm, mình thích thú mình niệm. Và mình niệm công đức này để mình hồi hướng cho gia đình. Và mình đem công đức này hồi hướng về cực lạc. Để chừng lúc thọ mạng mình hết mình về bên đó được không? Được chứ. Cái hơn của mình là để tâm vô đó niệm. Chú ý niệm,
muốn niệm, ưa thích niệm. Cho nên cái nguyện thứ 18 là lúc lâm chung hết lòng tin ưa 10 niệm vãng sanh. Cái chỗ hết lòng tin ưa, cái chỗ này đặc biệt là chỗ hết lòng tin ưa, hiểu không? Thì như vậy cái câu chuyện này của Tổ sư Ấn Quang nói rằng là người không chịu niệm Phật, nghe câu Phật hiệu cũng có công đức. Hằng ngày mình bận biểu công chuyện mà mình nghe cái máy niệm mình cũng có công đức, hơn là không nghe. Hôm nay chúng ta muốn nói câu chuyện này để nhắc lại cho quý thầy nhớ lại cái máy đi, tối ngủ nghe đi. Còn nếu mấy thầy mà niệm nhất tâm bất loạn thì không cần máy nữa thì thôi không nói rồi, nên giữ lại đi. Nhà nãy chú Ân chúng ta nói một ngày ông trì 108 biến đại bi, nhưng mà ông bỏ thần chú đại bi, vẫn tưởng nó vẫn ông làm ông bất an. Ông kêu đúng, đúng vậy, bây giờ con phải làm sao? Kêu ông có cái còn cái máy nào? Ông kêu còn. Vậy thì ông mở ra buổi sáng Nam Mô A Di Đà Phật một câu, ông niệm thử trong tâm bốn chữ hai nhịp A Di Đà Phật thử coi. Ông làm khoảng 1-2 tiếng ông thấy nó khác sao, ông biết liền à. Chiều ông niệm Quan Âm, tối ông mở Nam Quan Âm, ông ngủ ông coi thử coi. Ông kêu ngày mai con làm y giáo phụng hành. Ông này có một cái nói sao nghe vậy, hồi sáng chúng tôi nói với cô Giáng Hương á, cô này có một cái là chúng tôi nói một cái là cổ văn liền, cổ làm liền. Cục búa nằm ngay đây phải không ạ? Kêu trì đại bi, trì đại chú đại bi, cổ trì 49 ngày mất cục búa. Cô này có cái nhân duyên với pháp hội, khi nói là cổ làm, cổ không có bỏ. Bắt đầu cổ đi trên xe, cái bắt đầu cổ mở ra cổ nghe. Quý vị để ý coi, nếu không có máy nhắc mình tự niệm được không? Mất liền, không có tài gì giữ được đâu. Nhưng mà thường mình có cái máy mình niệm, mình đi đứng nằm ngồi nó rất là thoải mái. Còn nếu mà vô công phu mà mình ép nó vào trong niệm á thì nó hơi ngán. Có nhiều người họ tu 1 tiếng mà họ vô pháp hội mình 2 tiếng họ chịu không nổi, xiển niễn liền, chóng mặt liền, đau đầu gối liền, chịu không nổi. Vậy chứ mà cầm cái máy đi tàn tàn như vậy á, chứ mà niệm được nhiều. Còn nó không có chán là do nó không có nhốt cái cơ thể vào một chỗ, nó không có làm mất bình thường của cơ thể mình á, mình vẫn sinh hoạt bình thường lại dễ chịu. Đúng không? Thử coi về dùng lại cái máy này coi, về dùng lại cái máy. Vừa bước vô nhà là thấy có câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải lắng tai nghe một câu, rồi trong tâm một câu, rồi khi có công việc gì nó mất rồi trở lại. Thử coi, một ngày quý vị niệm được nhiều không? Nhiều lắm, rất nhiều. Mà khi bỏ cái máy rồi cái là mất á. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi lên nhắc cái cách niệm Phật, chú trọng tại nghe, nghe máy một câu và nghe trong tâm mình niệm một câu của Tổ sư Ấn Quang. Lão Phật gia Ấn Quang Đại sư thực sự là một vị mà không cần máy mà đi đứng nằm ngồi mà niệm được, thì cảnh giới này là bất khả tư nghị. Cảnh giới này vô tâm muội rồi, Đại Thế Chí Bồ Tát à. Bây giờ đây mới 11:02 ha, thầy Minh sẽ đọc. Trong này có một câu chuyện, hôm bữa chúng tôi hứa với quý vị là ông này niệm Phật theo máy đứng vãng sanh. Câu chuyện này tuyệt. Tuần trước chúng tôi có hứa đúng không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Thành trích trong văn sao, thành kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cũng như toàn thể đại chúng đang hiện diện và quý Phật tử đang trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị tâm con người luôn luôn nương nơi các cảnh giới, pháp môn niệm Phật cao cả thay, do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng bất biến, tuy thường chẳng biến nhưng niệm niệm tùy duyên, chẳng duyên theo Phật giới sẽ duyên theo cửu giới, chẳng duyên theo tam thừa sẽ duyên theo lục đạo, chẳng duyên theo nhân thiên sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên nhiễm tịnh bất đồng cho nên quả báo khổ vui rất khác, tuy bản thể trọn chẳng biến đổi gì nhưng tướng dụng cố nhiên khác nhau một trời một vực. Ví như hư không được mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng bèn tối, tuy bản thể của hư không chẳng do mây hay mặt trời mà tăng giảm, nhưng tướng hiển hiện hay ngăn lấp cố nhiên có nói trọn năm cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Đức Như Lai dạy khắp các chúng sanh duyên niệm nơi Phật. Vì thế nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy, lúc tâm các ông tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật,
biện chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng sanh. Hễ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các chúng sanh giới thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi mà chẳng niệm Phật thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đã chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy làm nhân địa tâm nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột ngụ nhân. Như người nhiễm hương thân có mùi thơm, như tò vò chúc loài sâu, lâu ngày sẽ hóa thành tò vò, thành Phật. Khi trong đời này chuyển phàm thành thánh, công năng lực dụng ấy vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ hết thảy các pháp môn đều cậy vào tự lực đoạn hoặc chứng chân mới liệu sanh thoát tử. Còn pháp môn niệm Phật thì tự lực lẫn Phật lực hai thứ đều đầy đủ. Vì thế người đã đoạn được hoặc nghiệp bèn mau chứng pháp thân. Người còn đầy đủ hoặc nghiệp sẽ đới nghiệp vãng sanh. Pháp này cực kỳ bình thường, dẫu là ngu phu ngu phụ cũng đạt được lợi ích, nhưng lại cực huyền diệu. Tuy là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi pháp này. Bởi vậy không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được, thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít lại đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thật là một pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt cả một đời của Đức Như Lai. Cố nhiên chẳng thể dùng giáo lý thông thường để biện luận được. Chúng sanh đời mạt pháp phước mỏng huệ cạn, chướng dày nghiệp sâu, chẳng tu pháp này cứ muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử thì khó khăn muôn phần. Đức Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi xáo nẻo trải nhiều kiếp lâu xa không thể thoát ra. Do vậy khởi lòng vô duyên từ, vận dụng lòng đồng thể bi, thị hiện sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi rộng giảng các pháp, nói bao quát đại cương, thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, thiền là Phật tâm. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này, Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là Bồ Đề, sanh tử chính là Niết Bàn. Lại sợ kẻ tốt nghiệp sâu nặng ắt chẳng dễ chuyển, nên dùng sức gia trì Đà La Ni Tam Mật để ung đúc, như tò vò bảo con nhộng giống ta giống ta, 7 ngày sau sẽ biến thành tò vò. Lại sợ kẻ căn khí kém hèn chưa được giải thoát, hễ thọ sanh lần nữa khó tránh khỏi mê mất. Do vậy đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mau chứng vô thượng Bồ Đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử buộc ràng. Do cậy vào Phật từ lực nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phải biết luật chính là nền tảng của giáo, thiền, mật và tịnh. Nếu chẳng nghiêm trì cấm giới sẽ chẳng thể đạt được lợi ích thật sự nơi giáo, thiền, mật và tịnh. Giống như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không vững thì chưa xây xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy tốt của luật giáo, thiền, mật, như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật Đạo, dưới độ sanh thành thủy thành chung của 10 phương tam thế chư Phật. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 2, thư tuyên ngôn kết xã niệm Phật của chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Câu chuyện một cư sĩ ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên đứng vãng sanh.
cư sĩ Vương ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, kể về quá trình học Phật và vãng sanh của anh rể cô rất chi tiết, ghi nhận lại như sau. Để tiện cho người đọc thống nhất dùng ngôi thứ ba, cách xưng hô cũng có thay đổi. Chị và anh rể cô là nhân viên ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Anh rể trình độ đại học, thích đọc sách, thích du lịch, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường là câu châm ngôn của anh. Vào cuối thập niên 80, chùa Vạn Phật ở Đức Dương mở cửa chưa bao lâu. Hai anh chị đến đó tham quan vào ngày Chủ nhật và thỉnh hoài vài quyển sách Phật giáo, trong đó có quyển Giác Hải Từ Hàng. Vừa đọc đến quyển đó thì anh rể cảm thấy hứng thú ngay. Sau đó anh thường đến chùa để tìm sách đọc. Sau mấy năm trời đọc những quyển sách Phật giáo, anh đã có một số kiến thức về Phật giáo, nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Mãi đến sau khi đọc quyển sách dài 24 vạn chữ của giáo thọ Trần Bưng viết về sống và chết, thuyết luân hồi của Phật giáo và tham gia vài lần Phật thất, anh mới xác lập được nền tảng tín ngưỡng Phật giáo. Sau khi hai anh chị nghỉ hưu thì việc âm thầm học Phật mới chuyển sang công khai học Phật. Hai anh chị kiên trì mỗi ngày sáng tối niệm Phật, lễ Phật, chưa từng gián đoạn. Đi chợ mua thức ăn, chị cũng thầm niệm Phật. Hai người đi dạo chơi công viên cũng không nói chuyện phiếm. Mỗi người tự niệm Phật trong lòng để không ảnh hưởng việc tu hành. Họ giảm bớt việc giao tế, ít phan duyên, không đi thăm bà con, không ngồi lê đôi mắt, không nói chuyện tốt xấu nhà người. Muốn nói chỉ nói về Phật Pháp, khuyên người niệm Phật. Cuộc sống vật chất cố gắng đơn giản, bớt việc, tiết kiệm, quý trọng phước đức, không so bì với người khác. Hai anh chị kiên trì ăn chay trường. Các con của hai anh chị mừng thọ cho ba mẹ, cũng toàn làm tiệc chay, cả nhà hòa hợp vui vẻ. Do ảnh hưởng từ cha mẹ, hai người con của anh chị cũng đã bắt đầu học Phật. Người con trai với đầy ắp những quan niệm khoa học trong đầu cũng bắt đầu đọc sách Phật giáo. Hai anh chị sống cùng nhau nhưng cũng ít nói chuyện vật gia đình, không hồi ức quá khứ, nghĩ nhân ngã thị phi, ân oán, chỉ trao đổi nhau về tâm đắc tu học. Một hôm vợ nói với chồng, đêm hôm qua khi ngồi niệm Phật, tôi nhìn thấy Phật A-di-đà toàn thân sắc vàng lấp lánh. Phật A-di-đà hỏi tôi một cách hiền từ, con có muốn vãng sanh về thế giới cực lạc hay không? Tôi nói tất nhiên con muốn. Phật A-di-đà nói, vậy thì đi ngay bây giờ được không? Tôi chần chừ chưa quyết, nghĩ thầm, con gái út vẫn chưa lập gia đình, làm sao buông bỏ nó được? Nhưng Ngài không nói ra. Còn đang do dự thì Phật A-di-đà mỉm cười rồi biến mất. Trong lòng tôi rất hối hận, sao lúc đó lại không trả lời liền là muốn đi ngay. Ông chồng nghe xong trầm tư giây lát rồi nói, Phật và Bồ Tát dạy chúng ta nhìn thấu mọi việc, buông bỏ vạn duyên. Câu này nói thì dễ, làm thì rất khó. Ông lại nói tiếp, con người sống trên đời ngũ dục lục trần, bị các loại tình cảm ràng buộc, dọn không sạch, cắt không đứt. Muốn cho cái tâm này không vọng tưởng, lão thật niệm Phật, không có sự tập luyện lâu dài và nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không có tác phong cẩu thả, thực sự rất khó. Trải nghiệm lần này của bà làm tăng thêm tính tâm vãng sanh của tôi. Chỉ cần tín nguyện kiên định, chuyên tâm niệm Phật, tâm mình tương thông với tâm Phật và Bồ Tát, Tây Phương Tam Thánh nhất định sẽ đến rước chúng ta về thế giới cực lạc. Từ đó về sau, hai người càng tinh tấn hơn. Họ bảo các con cố gắng ít đến thăm nom, ít gọi điện thoại. Mỗi tháng chỉ gọi vào ngày đầu tháng từ 11 giờ đến 1 giờ trưa, trừ trường hợp đặc biệt. 3 tháng sau vào một buổi sáng, bà đi chợ về, kêu cửa không có người ra mở. Bà đành bỏ giỏ thức ăn xuống, lấy chìa khóa ra tự mình mở cửa. Vào phòng khách, phòng ăn không thấy người, trong bếp, trong nhà vệ sinh cũng không thấy. Cánh cửa phòng ngủ của ông chỉ khép hờ. Bà đẩy cửa vào xem, thấy ông đứng quay ra cửa, mặt hướng về cửa sổ ở hướng Tây,
đứng thẳng banh, chiếc máy niệm Phật ở trên tủ đầu giường đang vang lên âm điệu thư thả: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà nghĩ, chẳng lẽ lão này nghe danh hiệu Phật đến nhập thần sao? Lớn tiếng kêu cửa cũng không nghe. Bà bước vài bước đến gần, thấy ông chắp tay đứng trước cửa sổ, đôi mắt hơi nhắm lại giống như đang ngủ ngon. Này ông lão, ra phụ lặt rau cải với. Ông không trả lời, vẫn đứng chắp tay, nét mặt không có phản ứng. Bà hơi nghi nghi, đẩy đẩy lưng của ông, không cử động. Bà lại đẩy tiếp, vẫn không cử động. Bà bắt đầu hoảng rồi. Bà đưa bàn tay để sát lỗ mũi ông, sao cảm giác không có hơi thở ra. Bà bắt cổ tay ông, không thấy mạch đập, vạch mắt ra xem, tròng mắt đứng yên, không có ánh sáng. Bà hồi hộp đến trái tim muốn nhảy ra lồng ngực, chẳng lẽ ông ấy? Nhất thời hoảng hốt, bà chẳng biết phải nên làm gì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Âm điệu thư thái của tiếng máy niệm Phật giúp bà bình tĩnh trở lại. Ánh mắt bà chạm đến tủ đầu giường, bà thấy chiếc máy niệm Phật dẫn trên một tờ giấy. Đôi tay bà run rẩy cầm tờ giấy lên, nét chữ ngay ngắn quen thuộc của ông xuất hiện trước mắt bà. Bà xã sư huynh, tôi đi trước một bước đây, ở thế giới cực lạc đợi bà. Một tuần trước tôi đã thấy Phật A Di Đà, biết là mình sắp vãng sanh rồi, trong lòng tôi vô cùng vui mừng, nhưng không dám nói cho bà biết. Tôi và bà làm vợ chồng gần 50 năm, cùng trải qua biết bao sóng gió gập ghềnh, va chạm vấp ngã. Điều đáng mừng là đến lúc gần về hưu đã tiếp xúc được với Phật Pháp, dốc cả thân tâm vào pháp môn niệm Phật. Chúng ta không uổng sống một kiếp này. Sau khi tôi vãng sanh, bà đừng hoảng loạn, đừng động vào thân tôi, để máy niệm Phật tiếp tục mở, bà cũng niệm Phật theo. Việc gì nên làm thì vẫn làm, đến giờ ăn cơm phải ăn cơm, đợi đến sáng mai hãy gọi điện thoại báo cho chúng nó hay. Xác đưa đến chùa hỏa táng, tro cốt đem rải trong rừng phía sau chùa, không cần mua hũ tro cốt, tứ đại giai không. Bà nên khẩn thiết niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, hãy hết sức ghi nhớ, hãy hết sức ghi nhớ. Bà xem ngày viết, hóa ra hôm qua ông đã viết xong rồi. Chẳng trách gì đêm qua ông ấy tắm rửa sạch sẽ. Cái ông này thật vững vàng, giấu giếm tôi chẳng lộ tí nào. Đọc xong di chúc của ông, bà vững lòng hơn, bắt đầu nhỏ tiếng niệm Phật theo tiếng máy niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Âm điệu thư thái cứ ngân vang lên trong căn phòng an lành ấm áp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông này ông niệm Phật theo máy vãng sanh phải không? Ở trong này người nào mà biết ngày giờ thì phải thận trọng nha, đừng có báo bu lu ba la cái rồi chướng ngại. Hôm trước có một sư cô đó nói có Bồ Tát Quan Âm báo, nhưng mà chắc là ma hiện hình rồi sao, ngày mai vào giờ đó giảng sanh, cuối cùng ngày mai cái bà cũng ra đi. Bà cũng ra đi, mọi người cũng vật tập tới, ra đi xong cái nửa chừng cái bà sống lại. phải thực sự là Đức Phật A Di Đà báo, Đức Quan Âm Bồ Tát cũng báo, nhưng mà mình lúc đó mình niệm Quan Âm cảm với Quan Âm Bồ Tát Quan Âm báo là đúng. Niệm Phật Di Đà mà Bồ Tát Quan Âm xuất hiện là coi chừng ma, nhân quả không có tương đồng. Thế ông này siêu đẳng không? Chúng tôi đọc đi đọc lại cái mỗi chuyện này, thích cái cách ổng niệm theo máy. Một câu trong máy, một câu trong tâm, bốn chữ dưỡng hơi, hai nhịp A Di Đà Phật. Hôm bữa có cô Thủy, cô ở Sài Gòn, cô bay đi nước ngoài có công việc gì đó, mà máy bay nó gặp gió nó rung, mà lên máy bay là cô mở máy ra cô nghe. Cô nghe cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, cho nên hình ra khi máy bay nó rung mà người ở trong máy bay ai cũng tán loạn hết trơn. Mà cô tỉnh bơ luôn, cô nói con không có một chút con sợ. Con nói là con mong lúc đó mà nó rớt rồi con đi theo Phật Di Đà luôn. Cái ý niệm này xuất hiện trong đầu. Nếu mà nó rớt là con theo Đức Phật Di Đà liền, bởi vì con không có một chút sợ mà. Cái máy của thầy á, Nam Mô A Di Đà Phật một câu rồi khoảng trống một câu, con niệm theo.
mà vừa lên máy bay là cổ niệm, đến cái lúc mà nó rung 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 cái máy bay mà ai cũng như là cũng tán loạn lên hết trơn, gặp may mà cổ không một chút sợ hãi. Cổ nói nếu mà không có cái máy niệm từ lúc bắt đầu bước lên máy bay thì lúc đó cũng giống như người ta tán loạn tâm tình, tốt mồ hôi hột. Hay cái âm thanh, cái âm thanh tuyệt hay. Anh thấy niệm, anh thanh niệm Phật thực sự là quý vị gặp khổ đau, quý vị niệm nó qua được rồi, quý vị mới thấy cái âm thanh niệm Phật nó bất khả tư nghị. Đó là cái việc mà hôm nay chúng ta nói để cho đại chúng tin tưởng vào câu Phật hiệu và phải dùng máy, giống ông này đứng vãng sanh nha, phải dùng máy. Ông này hàng ngày ông cũng dùng máy. Mà cái cách dùng máy mà niệm bốn chữ trong tâm hai nhịp dưỡng hơi là hay. Mà thường mà mình niệm được như vậy rồi cái lúc vô công phu nó rất là ý vị, nó rất là thích. Bây giờ thường mình thường niệm mình có an lạc rồi, mình thích thú rồi, cho nên lúc vô công phu nó không có chán nản. Chứ mà bình thường không niệm thì lúc vô công phu chẳng ai cuốc chỉ, nó ngán ghê lắm, nó không có thích thú mà. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi chia sẻ với đại chúng như thế. Và giờ đây đến 11:30 rồi, bây giờ thầy Thành sắp xếp để Phật tử tắc bạch cúng dường trai tăng để ra phóng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua hàng đệ tử chúng con đã lắng lòng nghe những lời pháp âm vi diệu của người. Chúng con xin y giáo phụng hành và ngưỡng nguyện trên Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho người pháp thể khinh năng chúng sanh vì độ luôn là con thuyền đều lái dẫn dắt chúng sanh đi đến con đường giải thoát. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Đại chúng dành một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bóng núi khuất ngàn năm tìm chẳng thấy, để xuân về hoa cỏ giấy màu tan, áng mây buồn bao phủ cả không gian, dòng lệ nóng chảy tràn nơi khóe mắt. Đời người trăm năm như giấc mộng nam kha, công danh như bọt nước nổi chìm, phú quý như vầng mây tan hợp, danh vọng địa vị quyền thế đều không bền không vững. Để tưởng niệm đấng sanh thành đã vĩnh viễn ra đi về miền xa cách, với nỗi đau buồn của kẻ đi người ở, kẻ mất người còn, âm dương khắc nẻo, bao nghĩa sanh thành và dưỡng dục, làm con không biết làm sao để báo đền thăm ân trời biển đó. Vì vậy, hôm nay, với tinh thần hiểu đạo, toàn thể gia đình sư cô Sa Di Ni Thích Nữ Đức Sanh cùng gia đình Phật tử Nguyễn Phùng Xuân và một số quý Phật tử tề tựu về chùa Quan Thế Âm dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy của ân sư Thượng Giác Khả Nhàn tiết lễ cúng dường trai tăng, để nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho cha mẹ hiền thiền cũng như đã quá cố, cho toàn thể gia đình thân bằng quyến thuộc được phước khỏe tăng long, siêu sanh lạc quốc. Trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của chư tôn đức, giờ đây có Phật tử Nguyễn Phùng Xuân pháp danh Tịnh Xuân xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tác bạch cúng dường, ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 4 tháng 3 năm Quý Mão, tại chùa Quan Thế Âm khói nhang trầm quyện tỏa hòa cùng với màu huỳnh y rực rỡ của chư tôn đức, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh ấm áp tình đạo vị. Con tên là Nguyễn Phùng Xuân, pháp danh Tịnh Xuân, cùng gia đình sư cô Thích Nữ Đức Sanh và quý và toàn thể quý Phật tử cầu hội về chùa Quan Thế Âm thành tâm thiết lễ trai tăng. Trên cúng dường mười phương chư Phật Bồ Tát và cúng dường hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng, nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cho mẹ của con là Phùng Thị Xuân Ba, pháp danh Liên Đức, cùng kỳ siêu hương linh Đỗ Thị Định, pháp danh Tâm Quang, hương linh Nguyễn Ngọc Đạt, pháp danh Đức Thọ, hương linh Hà Thị Lan, pháp danh Diệu Thiện,
cùng cửu huyền thất tổ và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh về miền cực lạc. Và giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cúi đầu phủ phục với tâm chí thành, với lòng chí kính, có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch quý ngài, học gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên, thiết lễ trai duyên thỉnh tăng hiền, mong nhờ đức trọng bao tăng chúng, hương linh chưa thoát vãng sanh liền. Hôm nay gia đình chúng con vô cùng sung sướng, hoan hỷ biết bao, khi nhìn giữa tòa bảo điện uy nghiêm thanh tịnh đã sáng màu huỳnh y rực rỡ, với sự hiện diện của chư tôn đức đạo cao đức trọng để chứng minh cho lễ cúng dường trai tăng của các gia đình chúng con, ngưỡng mong nhờ oai thần của mười phương chư Phật cùng công đức tu hành của chư tôn đức mà những người thân đã mất của chúng con được vãng sanh lạc quốc. Kính bạch quý ngài, chúng con kính nghe ơn dưỡng dục nuôi con từ thuở bé, đức sinh thành cao tột tựa như non, sống cuộc đời vất vả chỉ vì con, nuốt đắng cay tạo cho con dòng sữa ngọt. Nhưng chúng con chưa hiểu và suy nghĩ làm phiền lòng mẹ những tháng ngày qua, chúng con xin được chắp tay thầm tưởng tất cả về cho mẹ già, hưởng trọn phần mãn nguyện. Bởi vì mẹ đã tẩm đượm máu thịt cho con khôn lớn, mẹ còng lưng dưới nắng cháy mưa xa để cho chúng con đủ sự sống, có những đêm dài thao thức suy tư tính toán sự sống, ăn mặc học hành cho đàn con dạy ở ngày mai. Tình thương của mẹ khắp nơi bao trùm hình dáng con đang vui cười ngạo nghễ trên ngôi vị danh lợi, đang gục khóc dưới thất bại đau thương, khi chợt tỉnh ra muốn trở về trong thương kính mãi của mẹ già kính quý. Kính bạch chư tôn đức, tuy chúng con không còn nhìn thấy được gương mặt của mẫu thân với gương mặt hiền từ bao dung che chở, những hình ảnh đó chúng con mãi khắc ghi để ân hận lỗi lầm gây nên trong tim người. Nay nhân ngày trai tuần cho mẫu thân của chúng con là hương linh Phùng Thị Xuân Ba, pháp danh Liên Đức, hưởng thọ 63 tuổi, cùng hương linh Đỗ Thị Định, pháp danh Tâm Quang, hưởng thọ 77 tuổi. Thân mẫu chúng con đã đi về thế giới nào xa lạ hay phản phất đâu đây, bay theo lộng gió mây ngàn trong không gian vô tận, đã thảnh thơi nơi miền lạc cảnh hay cảnh giới an lành nào. Thế nhưng bằng vào niềm tin son sắt đối với ngôi Tam Bảo, hôm nay được sự trợ lực của mười phương thanh tịnh tăng già, với sức oai thần chú nguyện nhiệm màu của chư tôn đức, chúng con tin chắc rằng với năng lực ấy sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới với sức mạnh vô biên, khiến cho thân phụ chúng con trọn niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên túc trái, quy hướng tam tôn, trọng thừa pháp lực và công đức gia trì mà được siêu sanh thoát hóa về miền cực lạc. Trên tinh thần hiếu đạo, chân thành, y pháp như luật nhân, chúng con thành tâm thiết lễ, trai diện, tịnh tài, phẩm vật, trước dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, sau cúng dường hiện tiền chư tôn đại đức, vật phẩm tuy thô sơ nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng chí thành chí kính của chúng con. Nhờ công đức này và sức chú nguyện của chư tôn đức mà hương linh gia đình chúng con cùng tất cả chư vị hương linh vong linh được siêu sanh Phật quốc, cùng hiện tiền đệ tử chúng con tiêu trừ nghiệp chướng, tinh tấn tu hành chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Ngưỡng mong trên chư tôn từ bi chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường này để cho toàn thể gia đình chúng con được chiêm phước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp thâm ân trong một muôn một. Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm nguyện cho ba ngôi cao cả tồn tại thế gian, trăm họ đề huề, uy linh gia hộ, rừng thiền hoa nở, phước huệ trang nghiêm, bể khổ sống yên, thuyền từ phổ độ, Phật Nhật huy hoàng, pháp âm vĩnh sướng, dân an nước thịnh, gió thuận mưa hòa, chư tai tiêu diệt. Lễ tuy bất túc nhưng lòng cung kính hữu dư, ngưỡng mong quý ngài từ bi ai mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho chúng con được ăn chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử Nguyễn Phùng Xuân, pháp danh Tịnh Xuân, đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đe đầu khải thỉnh, đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khải Nhàn cùng chư tôn đức
khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Kính bạch chư tôn đức, trên chư tôn đức đã từ bi hứa khả niệm Phật chứng minh công đức của quý ngài như trời cao bể cả. Chúng con không biết nói gì hơn, một lần nữa chúng con nguyện trên tam bảo hủy từ gia hộ cho quý ngài pháp thể được vô lượng khinh an, pháp âm lưu diễn, giới đức cao tăng, tuệ đường thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là cây bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa quý vị, trước khi ra làm lễ phóng sanh, chúng tôi có một vài cái ý nhỏ để chia sẻ cùng đại chúng một chút. Dạo gần lại đây, một số quý Phật tử tin tưởng cái pháp hội của mình, pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quan Âm, cho nên cúng dường trai tăng liên tục, hầu như mỗi tuần. Chúng tôi cũng có một chút xíu cái lo lắng, vì chư tôn đức tăng ni có một cái công phu phước báu, cho nên cảm được cái tâm niệm của quý Phật tử tin tưởng đến đây để cúng dường. Thì chúng tôi thấy trong cái buổi cộng tu đó có một cái sức công phu cả đại chúng tụng kinh niệm Phật, rồi phóng sanh, in kinh, trai tăng vân vân, có cái sức nhiếp thọ ảnh hưởng hương linh và cảm đến gia đình, cho nên nhiều gia đình mới có cái tín tâm về cái pháp cúng dường trai tăng. Thì chúng tôi suy nghĩ rằng chư tăng chư ni có một cái phước báu, cũng như các chú cư sĩ vào chùa ở tu có một cái phước báu. Thân không phải cực nhọc, không phải gánh gồng cực nhọc, không phải bán từng vé số, không phải chở từng xe thang, không phải thức khuya dậy sớm làm việc cực nhọc, mà lại có đồng ngân để xài khi thiếu áo, thiếu quần, thiếu thức ăn, đều có đáp đủ lại, chứ không có phải cực nhọc. Thì cái duyên của mấy thầy, những Phật tử ở xung quanh đây đó, về thuê nhà trọ vân vân, tính ra cũng khoảng gần 300 mấy. Hiện tại bên cái khu nhà dưỡng lão là 131 vị, còn lại 45 chỗ nữa.